Vâng, shop K2 xin chào bác nhá. Thì hôm nay em thanh lý 4 cái bộ đầu bơm đó, 4 bộ đầu bơm này. Đấy, thanh lý cho bác. Bác nào về vào việc ấy thì cứ inbox em. 4 bộ này em thanh lý 1,4 triệu nhá. 1,4 triệu 4 bộ. Đấy, ưu tiên cho bác lấy luôn cả 4 bộ này. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu qua cho bác về bộ này là bộ như nào nhá. Đây là bộ combo có sẵn cánh bơm này, phớt này, trục bơm này. Về bác chỉ cần đấu đây, đây là bộ đấu đầu, đấu đầu vào cái trục của máy máy xăng hoặc máy động cơ của mình. Đây em đo thông số nhá, đây thanh lý cho bác về sử dụng. Con này là trục 19, trục 19 này, cả bốn con đều là như nhau nhá, đều trục 19 đó. Còn cái ống này, ống vào là ống 60, ống vào 60, ống ra 42. Mét 42 là 34. Em đo xem nào. Ống ra hình như là 42. Ống ra 42, ống vào 60. Vào 60 ra 42. Đó, thanh lý cho bác 4 con. 4 con này là 1,4 triệu. Ưu tiên các bác lấy cả 4 con nhá. Còn bán lẻ thì em bán 450 một con. Đấy, các bác nhanh tay vì hàng nó không nhiều, có 4 con này thôi. Thì ở chỗ này ở đây. Trong 4 con này thì có một con cánh đây nhá, các con này là cánh bằng nhôm hết nhá, cánh bằng nhôm, nhôm đúc hết. Và nhìn này, đấy, rất chỉ là dày dặn. Con này em thế đều là nhôm, nhôm đúc hết nhá, nhôm đúc hết. Nhưng riêng con này thì nó là cánh inox cơ đấy. Con này là cánh này inox nhá, nhưng con này nó lại bị một cái chỗ như này, cái ổ bi này em để lâu thì nó bị biểu bị han ấy, nên là quay nó kêu đấy, quay nó kêu nên là bác về muốn chạy êm thì bác thay cái OB con này nhá. Còn ba con này thì là OB đều là vẫn êm hết đấy, quay vẫn êm hết đấy, quay vẫn rất là êm đấy. Ba con này đều OB vẫn êm đấy, quay rất là nhẹ. Con này em thế, còn con này thì thực ra nó quay vẫn quay được, vẫn quay nhẹ, nhưng mà nó bị kêu do nó bị đây, bị kêu OB nó bị kêu đấy, bị chỗ sao bị han kêu, nhưng vẫn chạy được nhưng mà kêu thôi. Nhưng mà con này được cái là cánh nhá, cánh inox nhá. Đó, rất là hay. Đó, thanh lý ba con, à bốn con này luôn. Bác nào vào việc lắp máy thì lấy cả bốn con để 1,4 triệu thôi. Còn không lấy lẻ thì là 450 một con. Nhưng em ưu tiên là bác lấy cả nhá. Vì lấy lẻ thì em, nếu bác nào ôm cả mà lấy trước thì em ưu tiên lấy cả, còn lẻ thì bác sẽ phải chờ chờ sau. Đó, bốn con nhá, nhôm dày rất là dày. Ở đây em có lấy một cái con bốn bơm hút đi tâm đây đấy, bác nhìn này, so sánh đấy, nó to, còn to hơn rồi, to khéo phải gấp đôi đấy. Đấy đấy, lấy ra cho bác cũng sợi so sánh. Cái bộ này rất là nặng nhá, nặng lắm. Đây, cầm cực kỳ chắc tay này, nặng lắm. Đó thì em cũng giới thiệu qua như vậy. Bác nào vào việc thì alo em. Đấy, vâng, shop K xin cảm ơn bác nhá. Chúc các bác có một ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả. Vâng, shop K2 xin chào các bác.